Trước giờ thì mình toàn hướng dẫn cho mọi người cách làm nail ấy, thì hôm nay mình hướng dẫn cho những các bạn nào mà muốn tự làm nail tại nhà, không muốn đi ra ngoài tiệm mà vẫn muốn có một bộ nail tự làm cho bản thân rồi là làm cho mọi người ấy, thì mọi người có thể xem cái clip này nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số những cái dụng cụ nó cơ bản để mà làm nên một bộ mà gọi là không cần phải chuyên nghiệp cũng có thể làm được. Ở đây các bạn sẽ sử dụng giúp mình một thứ nhất nhé, là sẽ phải mua máy hơ này, mua chai liên kết này, mua chai tốt móng, và chú ý là sẽ mua một bộ phong móng giả, một chai keo móng giả, một cây kìm nhặt da này, một cây rũa, một cây phao, mấy màu sơn và một số những cái dụng cụ nhưng mà ở dưới đây cũng khá là ok này, ví dụ như kiểu là nhũ này. Thì các bạn không muốn mua nhũ này thì mọi người có thể mua chai sơn gel nhũ nhé, hoặc là mua một số những cái tông màu cơ bản. Tận dụng triệt để hơn thì mọi người có thể sử dụng giúp mình là chai màu trắng, chai màu đen nhé, thì nó sẽ tận dụng triệt để luôn để mà có thể là dùng để vẽ. Thì bình thường ấy, nếu mà làm thợ nail hoặc là làm học viên ấy, thì người ta sẽ khuyên mua gel vẽ riêng, nhưng mà đối với những cái người mà người ta ít học về móng ấy, người ta không học chuyên về móng, thì có thể là châm trước hoặc là cũng có thể tận dụng do điều kiện không có ấy. Thì đây là mình sẽ sử dụng gel vẽ riêng thì không nói, nhưng mà các bạn có thể sử dụng mua thêm một cây cọ cọ nét nhé. Thì mình sẽ làm một cái cây cọ nét nhưng mà mình sẽ tận dụng nhiều hơn bằng cách làm đa di năng hơn, tức là làm sử dụng cái cọ nét đấy để vẽ này, rồi là để vẽ những cái bản hoa to này, rồi tán loang. Bình thường thì nó sẽ loang các thứ thì nó sẽ phải dùng cọ riêng, nhưng mà ở đây thì các bạn có thể sử dụng cọ nét được. Vẽ thực ra những cái người mà muốn làm nail tại nhà thì hầu như người ta chỉ muốn sơn trơn thôi, thì những cái dụng cụ như thế kia là được rồi, nhưng mà mình muốn mở rộng ra thêm một chút, muốn được vẽ được cái hình này hình kia ấy, thì các bạn nên mua thêm một cây cọ. Thực ra những cái dụng cụ mà làm móng tay nó rất là cơ bản thôi, ví dụ những cái rũa, cái phào ấy, thực ra nó không cần phải là làm móng mới cần, mà chỉnh sửa móng tay cá nhân ở nhà ấy thì rất rất nhiều người mua. Mà bình thường kể cả là những cái các chị các cô mà đi làm móng ấy tại tiệm ấy, thì người ta vẫn sẵn sàng người ta mua kìm bình thường. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái chai cọ nét như như hình này này. Thì cái chai cọ nét này thì là mình vừa làm mình vừa hướng dẫn cho mọi người, chính là cái cây này mọi người có thể phên được móng, đầu móng này, rồi là vẽ luôn hoặc kẻ luôn, hoặc là không cần mua cái cọ nét cũng mua cái này cũng là được này. Thì thực ra một bộ như mình nói như thế ấy, nó chỉ độ khoảng rơi vào độ khoảng tầm 400 không đến đâu, tức là nó chỉ rơi vào độ khoảng tầm 400-500 thôi, nhưng mà có thể sử dụng cực kỳ lâu dài nhé. Tức là những cái bộ đấy có thể sử dụng đến 3 đến 5 năm mà nó không hề bị hỏng, đối với những người mà người ta không làm chuyên nhiều, thỉnh thoảng một tháng người ta mới lôi ra làm một lần ấy, thì như thế là ổn. Hoặc là muốn thử sức ấy, hoặc là muốn tự học ấy, nhưng mà chưa có điều kiện thì có thể mua những dụng cụ như thế cũng được. Những bạn nào mà muốn chi tiết hơn ấy, thì các bạn có thể liên hệ với Zalo của mình nhé, cái số mình để trên góc phải kìa. Thì bạn nào mà muốn ấy thì mình sẽ gửi ảnh cho, hoặc là mình cũng có cung cấp ấy, thì các bạn đều có thể tham khảo nhé. Nó rất là rẻ mà mình đỡ tốn công, bình thường đi làm một lần ấy nó cũng sẽ rơi vào tầm đấy tiền rồi. À, thêm và nữa là nếu mà bạn nào mà muốn đá ấy, muốn đính đá thêm ấy, thì các bạn có thể là mua đá thêm này, bằng cách là mua thêm một chai keo này, rồi là sẽ mua thêm một hộp đá tùy màu ấy. Thường thì người ta sẽ chọn đá trắng, vậy thôi, vậy là hoàn thành rồi. Trong tất cả các nghề dịch vụ thì nghề này có vẻ là nghề mà gọi là ok nhất luôn, ai cũng có thể làm được, nên là nếu như mọi người muốn ấy, hoặc là thích ấy, thì mọi người có thể thử sức, vừa làm đẹp cho bản thân mà mình vừa thỏa mãn nhu cầu sở thích ấy. Rồi, chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video cuối sau.